Ở thời điểm hiện tại, Miozo có 3 cách để tạo nên một nhân vật tiếp theo. Thứ nhất là dựa trên cốt truyện hiện tại, sử dụng những nhân vật đang có sẵn, thu hồn vào chúng bằng bộ kỹ năng cơ bản không cần quá độc đáo, nhưng vừa đủ để làm vừa lòng một bộ phận người chơi. Kiểu thứ hai là sáng tạo ra một bộ kỹ năng độc nhất, có thiệu riêng và tập trung vào một mục đích duy nhất như sát thương duy trì với Kafka, bảo hộ siêu không não với Phú Xuân, hay là cường hóa bản thân để bộc phát sức mạnh trong một thời gian ngắn như Đan He và Dịch Lưu. Còn cuối cùng là cách thứ ba, bằng cách sử dụng lại những giá trị cũ, nâng tầm nó lên để cân bằng với những lớp nhân vật khác. Cách này thì thường ít được áp dụng và cũng là lý do vì sao mà các bạn phải chờ mãi tấm phiên bản 1.5 để chờ đón sự ra đời của Argenti, nhân vật trí thức đầu tiên mang một chút âm hưởng của vận mệnh săn bắn. Là một thành viên của đội kỵ sĩ đẹp thuần khiết, Argenti được Miozo định hướng là debut chính trong đội hình và cái cách mà nhân vật này hoạt động tương đối giống với cả Xinjuan, nhưng lại không cần một unit quá đỗi outdated như là thần quân đi kèm. Cộng với sự ra mắt đồng thời của Hanja trong đội hình, chắc chắn là lối chơi của Argenti sẽ không làm các bạn thất vọng. Tuy nhiên, trước khi bàn về kỹ năng thì chúng ta sẽ điểm qua một chút về chỉ số. Với 737 tấn công, 103 speed, kèm thêm chỉ số năng lượng lên tới 180, Argenti là một nhân vật đặc biệt ở thời điểm hiện tại với lượng năng lượng cực kỳ lớn, kèm với tách và speed rất tốt khi mà so sánh với mặt bằng chung của các carry khác. Vậy còn kỹ năng thì sao? Như mình đã nói là nhân vật này khá giống với cả Xinjuan, tức là các bạn sẽ gần như không bao giờ sử dụng đánh thường. Tấn công đơn lẻ với nhân vật chi thức là không cần thiết, đặc biệt là khi Argenti là debut chính ở trong đội hình. Việc sử dụng chiến kỹ để clear AoE cũng như là tích cóp thêm năng lượng để có tiền kỹ hiển nhiên là việc phải ưu tiên lên hàng đầu để tối ưu hóa sát thương. Xét về mặt chỉ số thì chiến kỹ của Argenti mạnh hơn khoảng 20% so với cả Xinjuan, nhưng mà chỉ có bấy nhiêu thì rất khó để dành lời khen cho nhân vật này. Đó cũng là lý do vì sao mà thiên phú của Argenti đặc biệt mạnh, với khả năng hỗ trợ hồi phục năng lượng rất tốt với 3 năng lượng với mỗi mục tiêu tấn công, kèm thêm tổng cộng là 10 tầng tỷ lệ kích, cung cấp tối đa là 25% crit rate. Xét về content game duy nhất ở thời điểm hiện tại mà các bạn cần quan tâm, đó là hồi ức hỗn độn, thì khả năng hồi 3 năng lượng trên mỗi mục tiêu đánh trúng là rất tuyệt vời, khi mà như anh em có thể thấy, đa số kẻ địch hiện tại đều khả năng triệu hồi đệ liên tục và không giới hạn. Điều này vô hình chung giúp cho Argenti tận dụng tối đa thiên phú mà không cần điều kiện gì đặc biệt. Chưa kể đến Ultimate với hai biến thể khác nhau, khi mà nếu các bạn chỉ cần clear đơn giản thì hãy sử dụng ngay ở mức 1 với chỉ vỏn vẹn 90 năng lượng mà thôi. Đây sẽ là kiểu phù hợp khi mà anh em đang cần tập trung vào việc clear quái nhỏ là chính, trước khi tập trung dồn sát thương vào đánh boss. Ở dạng số 2 thì với tổng boss damage lên tới 280% cộng với cả 95% nhân 6 bằng 850% tấn công. Đây sẽ là bộ số dồn toàn bộ vào một mục tiêu duy nhất khi các bạn sử dụng Argenti đúng cách và đúng thời điểm, tức là gấp đôi bộ số tuyệt kỹ của Siêu Ly ở cấp độ tương đương và gấp 1,6 lần so với cả Đan Heng 4 sao, nhân vật đang có bộ số tuyệt kỹ cao nhất trước khi Argenti ra mắt. Vậy là về mặt lý thuyết, Argenti sẽ là nhân vật tri thức nhưng có khả năng dồn sát thương đầu mục tiêu mạnh hơn cả những nhân vật săn bắn hiện tại. Dĩ nhiên là với điều kiện anh em cần phải căn ke chuẩn chỉ để làm sao sau khi lần sát thương đầu tiên gây ra tuyệt kỹ thì quái nhỏ sẽ chết hết, để lại cho các bạn boss chính để 6 lần sát thương phía sau có thể dồn hoàn toàn vào mục tiêu đó là được. Hoặc là chỉ sử dụng tuyệt kỹ full năng lượng khi mà có duy nhất boss chính mà thôi, để mang lại hiệu quả dồn sát thương tốt nhất, do đây là nguồn dồn sát thương duy nhất của Argenti. Tiếp theo về vết tích thì theo đánh giá của mình, chỉ có 2 trong số 3 nút vết tích của Argenti là thuộc dạng ổn, với một nút giúp cho nhân vật này hồi 2 năng lượng mỗi khi có kẻ địch bắt đầu chiến đấu, tức là khi có quái được summon hay khi vừa vào trận, Argenti sẽ luôn có dư giả khá năng lượng. Điều này giúp đẩy nhanh phần nào tốc độ đạt đến biến thể cuối cùng của tuyệt kỹ lên đến mức 180 năng lượng. Mốc nhân vật bậc 6 cũng rất ổn khi giúp anh em có thêm 15% sát thương gây ra với các mục tiêu nhỏ hơn 50% máu. Quá ổn với một nhân vật được định hướng là làm hyper carry và sẽ là nguồn sát thương chính rồi vào boss trong đa phần thời gian. Vết tích bậc 2 thực ra cũng không hề tệ khi mà Argenti cứ đến lượt là sẽ được nhận thêm 3 năng lượng cũng như là một tầng tỷ lệ kích cộng thêm. Nhưng do kiểu gì là trong trận anh em cũng đạt full tỷ lệ kích rất nhanh, do đó trong trường hợp này 3 năng lượng là không đáng kể. Nhưng có lẽ chúng ta không thể mong gì hơn ở một vết tích bậc 2. Về các nút nhỏ thì do nhân vật này đã có một lượng skill khủng khiếp ở tuyệt kỹ rồi, cho nên việc Argenti chỉ được cung cấp thêm 14,4% sát thương nguyên tố, 28% tấn công và 10% HP là khá cân bằng. Do nhân vật này đã có sẵn 5% cơ bản cộng thêm 25% tỷ lệ bạo kích đến từ thiên phú, cho nên việc không hề có thêm chút tỷ lệ bạo kích cũng như là sát thương bạo kích nào trong vết tích là hợp lý. Rõ ràng với bộ chỉ số cơ bản như vậy, cho nên Miozo cũng rất biết cách bời gọi anh em móc hầu bao ra để cố gắng lấy thêm tinh gồm 1 với chỉ một dòng đơn giản, đó là mỗi tầng thiên phú sẽ cho thêm 4% sát thương bạo kích. Tức là tổng cộng khi mà chưa build gì và có thêm tiêu hồn 1 là các bạn đã khỏe hơn 26% so với bình thường. Trong khi mốc tiêu hồn 2 không quá ngon khi anh em đã có thêm 28% tấn công đến từ vết tích rồi. Chưa kể đến việc là thường lối chơi hyper carry sẽ làm cho các bạn cầm thêm 1 đến 2 support hỗ trợ,
cho nên việc bắp tấn công thường khá bão hòa. Điều này chỉ thực sự tốt nếu các bạn định sử dụng dây sạc kèm thêm việc là cần thêm điều kiện 3 target trở lên thì mới có thể kích hoạt được. Trong khi với một số cây địch nhất định, ví dụ như là combo khỉ trùng phú và Racing Gun ở nửa trên tầng 10, rõ ràng là nó sẽ không bao giờ đạt được. Chính vì vậy Tinh Hồn 2 là một mốc Tinh Hồn không đáng giá. Không giống như đa phần các debate khác, Tinh Hồn 1, 2 đều khá ổn. Thì với Argenti và đặc biệt là trong tay của các bạn Free to Play, Tinh Hồn 1 là đủ mãn nhãn rồi. Mốc Tinh Hồn 4 đơn giản là một bản nâng cấp nhẹ chỉ số khi mà mốc này thay vì chỉ có thêm 25% tỷ lệ một kích và 40% sát thương kích như ở Tinh Hồn 1 thì tổng chỉ số anh em được cung cấp tối đa là 33,6% tỷ lệ kích và 48% sát thương kích, tương đương với 25,2 crit value, khoảng 5 lần vào crit rate hoặc là crit dam. Tức là nếu sở hữu Tinh Hồn 4, coi như là các bạn đang đeo thêm một đồ cộng 15 trên người. Cuối cùng là mốc Tinh Hồn 6 thì như mình đã nói với anh em trong các phiên livestream giải cứu Hỗn Độn gần đây, các dạng Tinh Hồn giúp bỏ qua phòng thủ hiện nay đều có thể cộng dồn trực tiếp với giảm đép và hệ số này sẽ đi về 1 thay vì 0,76, tức là tăng trực tiếp thêm 110% final dam tùy lượng giảm đép và bỏ qua phòng thủ mà các bạn có. Nhưng có một điều mà Miozo không nói cho anh em biết, đó là khi ở 30% giảm đép đầu tiên, lượng sát thương cuối mà các bạn gây ra chỉ có tăng thêm 18,67% mà thôi. Nhưng nếu có thêm một nhân vật giảm đép đi cùng để cộng hưởng vào, ví dụ như là sói bạc với 45% giảm đép đến từ Ultimate và 8% cơ bản đến từ Thiên Phú, tức là lượng giảm đép cộng phòng thủ và bỏ qua phòng thủ tăng lên từ 30 thành 83%, thì bộ số sát thương cuối lại thay đổi từ 118% lên thành 176,9%, mà chưa tính đến các yếu tố giảm kháng, sát thương phải chịu khác. Do với công thức tính bộ số giảm đép hiện nay, sát thương đầu ra tăng thêm được tính theo hàm Hyperbolt, khiến cho việc sát thương sẽ không tăng nhiều mốc dưới 50% giảm đép. Tuy nhiên khi mà lượng này vượt quá 50%, sát thương lại tăng bộc phát, và đó là lý do vì sao ở mốc Tinh Hồn này sát thương lại tăng rất mạnh khi mà các bạn đi kèm theo một nhân vật giảm đép, ví dụ như là Pela, sói bạc. Do đó đây sẽ là một keynote để cho các bạn muốn sử dụng Argenti Tinh Hồn 6 thì hãy cầm thêm một nhân vật có khả năng giảm phòng thủ mạnh cộng thêm một support trợ công thông thường thay vì hai support trợ công như là các TBS khác. Tiếp tục với nón ánh sáng thì với lợi thế stat lớn đến từ một nón 5 sao cộng thêm lượng sát thương bộ kích và phần trăm sát thương gây ra tuyệt kỹ cộng hưởng với cả giới hạn năng lượng, khoảnh khắc nơi đáy mắt sẽ là nón tuyệt vời nếu các bạn có đủ điều kiện quay cả chấn cả nhân vật. Tuy nhiên nếu không có thì anh em có thể lựa chọn bữa sáng đúng điệu cũng rất ổn khi mà nón này cung cấp thêm 24% sát thương nguyên tố cũng như là 24% tấn công trong chiến đấu nhờ khả năng tích tầng bậc 5 qua cửa hàng ở sảnh đường. Ngoài ra thì hôm nay là ngày online cũng rất tuyệt vời, kể cả khi các bạn mới chỉ tích tầng bậc 1. Yếu điểm duy nhất của nón này là nếu các bạn chưa tích tầng sẵn thì nó không mạnh hơn bữa sáng đúng điệu bao nhiêu, cũng như là cần phải nạp thẻ bố vật tập bát thì mới có thể quay được. Sự lựa chọn cuối cùng mà anh em nên cân nhắc đó là đừng để thế giới lạnh lẽo với lượng sát thương tăng lên tuyệt kỹ là 64% ở tầng cao nhất, cũng như là có thêm 32 năng lượng ngay khi mà Argenti mới vào trận. Đây gần như là nón chân phái 4 sao dành cho các bạn muốn tiết kiệm ngọc ánh sao và tận dụng tài nguyên đã có sẵn. Bốn nón trên đều cung cấp phần sát thương gây ra, thứ mà Argenti khá thiếu trong vết tích và kỹ năng. Do đó anh em có thể chọn cho mình một trong bốn nón trên tùy điều kiện tài khoản cũng như là kinh tế của bản thân. Về đội hình đi kèm thì khi quay Argenti, anh em có thể nhận thêm Hanja, một trong các support hòa hợp mới bắt 1.5 với hệ vật lý. Và đây là nhân vật sinh ra để đi cặp với cả Argenti với khả năng tăng thêm 30% sát thương gây ra cho DPS đang tấn công mục tiêu mà Hanja đặt ấn, cộng thêm hệ trùng để cho anh em có thể sử dụng điểm hệ hành tinh để tăng thêm 24% sát thương nguyên tố cho Argenti, thứ mà Argenti rất thiếu trong bộ kỹ năng của mình. Cộng thêm khả năng bắp tấn công kèm tốc độ trong hai hiệp bằng tuyệt kỹ, bộ đội Argenti Hanja là gần như không thể tách rời khi Hanja bổ sung quá nhiều thứ mà Argenti cần để duy trì sát thương ổn định. Slot thứ 3 thì các bạn có thể sử dụng một support trợ công thuần hoặc là một debuffer hot hiện tại, ví dụ như là Tinh Jun, Blondia, Vela hay sói bạc đều ok, tất cả đều khỏe và có điểm mạnh riêng. Vì như mình đã phân tích ở trên, chỉ khi anh em có Tinh Hồn 6 thì lựa chọn debuffer mới có sự khác biệt về sát thương đầu ra mà thôi. Cho nên anh em có thể lựa chọn bất kỳ support nào mình muốn tùy theo lối chơi định hình trong đầu. Ví dụ như là Tinh Jun thì sẽ giúp cho Argenti có thêm nhiều năng lượng để spam ultimate, Blondia thì đẩy lượt liền sau để giúp cho nhân vật này có thể hành động liên tiếp, Vela thì giúp cho Argenti clear AoE siêu nhanh kèm thêm một lượng lớn chiến kỹ cũng như là giải bắp có lợi của kẻ địch. Slot healer thì tùy các bạn lựa chọn, dĩ nhiên nếu có thể chơi hùa thì rất tốt do nhân vật này có khả năng hồi năng lượng dựa trên giới hạn tối đa, khiến cho hiện tại Argenti là nhân vật cộng hưởng tốt nhất với cả kỹ năng này. Còn không thì anh em có thể chơi các nhân vật bảo kê hot ở thì hiện tại, ví dụ như là Phú Xuân, Lucha đều được, do bản chất của cặp đôi Hanja và Argenti là không quá tiêu hao chiến kỹ. Các bạn có rất nhiều lựa chọn để chơi cùng cặp đôi này mà không phải quá lo lắng về việc thâm hụt chiến kỹ. Về bộ di vật và phụ kiện thì sao Soto rừng roi sẽ là rất phù hợp với nhân vật này với 15% sát thương tuyệt kỹ cũng như là 8% tỷ lệ kích cộng thêm. Về bộ di vật thì các bạn có rất nhiều lựa chọn thời điểm hiện tại, ví dụ như là full bộ quyền vương đường phố để có thêm 10% sát thương vật lý và 25% attack. Do Argenti là nhân vật có lượng attack cơ bản rất cao nên bộ di vật này dù không quá mạnh nhưng nó vẫn sơ kêu rất tốt với chỉ số của Argenti. Còn không, nếu anh em đã thấy mình đủ dư tấn công thì có thể mặc 22 kết hợp với cả bộ tín sứ dung vạn để tăng thêm một chút tốc độ.
Đây đều là những combo phù hợp nhất để cho các bạn sử dụng thời điểm tại. Với 5 cộng 25 cộng thêm 8% đến từ các bộ di vật và phụ kiện vị diện cũng như là kỹ năng, AZT là một nhân vật mà các bạn nên mặc áo sát thương kích và lấy thêm tỷ lệ kích từ dòng phụ. Do bản chất kỹ năng của AZT không hề mạnh trừ tuyệt kỹ phiên bản 2, cho nên đây là nhân vật mà các bạn nên sử dụng dây speed và dây sạc để đạt được mức full năng lượng càng sớm càng tốt. Trong một đội hình nhất định thì dây tấn công vẫn có thể sử dụng tốt, cái này sẽ tùy vào cách phối hợp của anh em. Nếu mà các bạn sở hữu Bologna hay là Hansa, thậm chí là Asta đủ tốt thì AZT dây tấn công thậm chí còn mạnh hơn dây speed nhiều. Với quả cầu sát thương vật lý, áo bạo kích, dây sạc và dây tùy tình huống, đây sẽ là nhân vật mà các bạn nên sử dụng ở vị trí Hyper Carry và cố gắng tích năng lượng cho AZT nhanh nhất có thể trước khi dồn đam Odin bằng tuyệt kỹ. Gameplay của nhân vật này sẽ không quá hấp dẫn do có lượng sát thương phụ thuộc gần như hoàn toàn vào tuyệt kỹ phiên bản số 2. Dù đúng là các bạn vẫn có thể sử dụng tuyệt kỹ 90 năng lượng để hỗ trợ clear quái boss trước khi quyết định sử dụng tuyệt kỹ và dồn đam, nhưng chắc chắn khi kẻ địch không có số lượng quá lớn thì thiên phú hoạt động theo cấp số nhân của số lượng kẻ địch trong trận sẽ là kẻ thù lớn nhất của nhân vật này, khiến cho việc tích năng lượng trở nên khó khăn hơn nhiều nếu không có điều kiện thuận lợi. Tổng kết lại thì theo mình đánh giá AZT là một nhân vật chi thức mạnh, được Biozo ra mắt với sự cố gắng trong việc lấy lại niềm tin của người chơi vào vận mệnh chi thức. Khi mà hiện tại dù là DPS nhưng vận mệnh này lại yếu thế hơn nhiều so với cả các vận mệnh khác. Dù rằng là Biozo đã rất cố gắng trong việc là mang đến cho chúng ta một nhân vật chi thức ổn, vẫn có khả năng gây sát thương đa mục tiêu mạnh nhưng lại kế thừa một chút tiềm năng của hủy diệt hay là sa bắn ở thời điểm hiện tại, nhưng với điều kiện hơi ngặt nghèo ở mức năng lượng cao vượt trội so với cả mặt bằng chung hiện tại. Rõ ràng là sức mạnh AZT đang hơi phụ thuộc vào đội hình support đi kèm cũng như là số lượng kẻ địch trong từng tình huống khác nhau để bộc lộ hoàn toàn sức mạnh. Theo cảm quan của mình, AZT là một DPS tốt nhưng không đến mức quá tốt để cho các bạn bắt buộc phải quay như là Dịch Lưu. DPS siêu hot được ra mắt ở phase 1 của phiên bản 1.4. Vâng, và giờ thì video đã dài rồi. Rất cảm ơn anh em đã lắng nghe và theo dõi. Hy vọng là sau video này thì các bạn đã hiểu rõ về AZT. DPS chính thức sắp được ra mắt, điểm mạnh điểm yếu thì đã rõ, nhưng quay hay không thì là toàn quyền các bạn quyết định. Một lần nữa, rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.